Sau đây, Mê Lan sẽ hướng dẫn cho anh chị ghép một chậu lan khi các anh chị mua hàng từ Mê Lan hoặc các shop lan khác. Để ghép chậu, các anh chị có thể là gỡ luôn cái chậu này ra. Ở đây Mê Lan để cố định cái chậu, Mê Lan không có gỡ. Mê Lan chỉ cắt cái vòng chậu bên trên để ghép cho nó đẹp thôi. Nhớ là hạn chế tối đa cái việc động rễ nha mọi người. Và nhớ cái rễ nào mà nó hư thì cứ mạnh dạn cắt bỏ hai cả nha. Mình có thể là mình ghép một chậu hoặc là ba chậu là đẹp nhất. Nhưng mà trong clip này Mê Lan sẽ hướng dẫn các anh chị ghép hai chậu và một chậu. Đó, như vậy là đẹp rồi ha. Mọi người để ý nè, một hướng bên đây, nó đi ra hướng bên đây và từ bên đây nè, từ góc này nè, nó sẽ đi hướng bên này. Như vậy mình ghép như vậy là đẹp nha cả nhà. Bây giờ chúng ta cố định hai cái này lại bằng dây rút. Mọi người có thể không dây rút, có thể dùng bất kỳ một sợi dây gì để mọi người cố định. Mê Lan sẽ dùng dây rút. Cố định lại nha mọi người, cố định lại để nó không di chuyển. Luồn qua đây ha cả nhà. Cái chúng ta cần thêm là gì cả nhà? Giá thể. Cả nhà có thể là bỏ than, anh chị có thể bỏ than. Ở đây Mê Lan có siêu phẩm này 10kg. Rồi, Mê Lan sẽ dùng cái vỏ thông trong này. Chúng ta bỏ ít vỏ thông hoặc là than. Cả nhà có than có thể bỏ than vào ha. Bỏ than vào xung quanh. Vỏ thông size lớn tí nha cả nhà. Size lớn tí để cho nó thoáng chậu. Như vậy là xong. Rồi bây giờ chúng ta đã có một cái chậu lan ghép rất là đơn giản rồi. Bước cuối cùng, lấy cái móc móc vào treo. Như vậy chúng ta đã ghép xong. Thì bây giờ các anh chị chỉ cần mang cây lan của anh chị treo nơi thoáng mát, có ánh sáng, tránh ánh nắng trực tiếp, không tưới nước giùm em 3 ngày. Nó sẽ héo cũng kệ nó các anh chị ha. Để chi? Để cái vết thương này nó lành, nó khô lại mọi người. Là mọi người sau 3 ngày mọi người có thể bắt đầu tưới lại bước 1 của mô 8 ha. Chăm tưới bình thường các anh chị sẽ, các anh chị sẽ có những cây thắt ngọn như thế này tầm có khoảng 15 bữa nữa, 20 bữa nữa bắt đầu nó cho hoa được rồi. Với cái dòng dendro khác cũng vậy, hoặc là ren red cũng vậy, hoàng tử đỏ cũng vậy các anh chị nhà mình nha. Ghép cái quy cách ghép nó như vậy. Rồi xin chào các anh chị, hẹn gặp lại các anh chị ở những clip lần sau. Chúc các anh chị chăm được những giò lan cực kỳ đẹp.